im lặng. Đã là đệ tử Như Lai, gặp nhau thì chỉ có hai việc làm. Một là luận pháp Phật Đà, hai là im lặng để mà tu tâm. Mỗi người mỗi pháp suy tầm, mỗi người chánh niệm định tâm pháp thiền. Lặng yên tâm trí an nhiên, nói nhiều tâm loạn, não phiền cũng tăng nói nhiều tâm ý lan xăng khó khăn sự vững thăng bằng nội tâm lặng im tâm định dễ thiền xử sinh chánh niệm hành thiền lặng im ngồi thiền ngồi thiền tâm định thân yên xử lưng thẳng đứng ngồi thiền thảnh thơi chú tâm lặng lẽ đúng nơi tự nhiên ghi nhận được hơi thở vào, thở ra xúc chạm chỗ nào. Đầu môi chớp mũi, thở vào, thở ra. Nhẹ nhàng nhận biết sâu xa. Quên đi vọng tưởng để mà định tâm. Sử dình chánh niệm uyên thâm, ngày qua ngày vẫn định tâm an bình. Siêng năng tu tập quân bình, không nên thái quá trung bình mà tu Để tâm nhẹ nhẹ công phu Tin rằng kết quả sẽ bù lại sao Nhất tâm định tĩnh hướng vào Tuệ tri hơi thở Đi vào, đi ra Tâm an thì trí sáng ra xử sinh tâm định An hòa tự nhiên Để cho ánh sáng hiện tiền Hợp cùng hơi thở an nhiên lâu dài cho dù ngồi một hoặc hai hoặc bốn giờ vẫn sáng hoài không thôi lúc này định đã mạnh rồi trú vào ánh sáng những thời về sau định tâm mỗi lúc một sâu năm thiền chi cũng bắt đầu hiện ra không nên tự ý kiểm thêm nhờ thầy hướng dẫn phải nên làm gì là khi phân biệt thiền chi lúc nào định rất mạnh thì mới phân thoáng nhìn bên trái hữu phần để xem tợ tướng có chìm xuống sâu tầm là hướng đến đi đầu theo sau là tứ bám lâu duy trì hỷ là thích thú vui vì lạc là thoải mái cũng vì thảnh thơi Nhất tâm định tĩnh một nơi Năm thiền chi ấy đúng thời phân ra Định tâm mỗi lúc sâu xa Công phu thuần thục để mà tu lên Khi nào Khi nào hiểu rõ về ta Chỉ là danh sắc Vậy là chánh tri Khi nào quá khứ tuệ tri Rõ thông nhân quả hoài nghi đoạn trừ khi nào thấy rõ diệt sinh vô thường biến hoại vô minh sẽ mờ khi nào thấy khổ vô bờ lòng ham dục lạc lơ mơ hoại dần khi nào hiểu rõ thật chân tuệ tri vô ngã thoát dần tự sinh khi nào diệt tận vô minh niết bàn chứng ngộ vô sinh thoát trần